thì anh, tay á à, anh nhậu phòng ấy, anh bắt nhịt đi bắt anh bắt mình á à. Ờ đi bắt nhịt luôn à, đi bắt nhẹ bắt được anh với nhẹ bắt hai thằng bắt được rồi đó. Cái ổng đưa anh mà anh như nhập cái ổng ổng thả mẹ rồi, cái hỏi ủa sao anh thả sớm vậy, em không phải thôi anh nhụt nhịt nó mạnh nó nhụt á chứ anh thả cái hai thằng bắt lại mà nhịt thêm nữa nó bay dữ lắm. Ủa anh bắt ở đâu à, nhịt thêm là trời á hả? Hay là ở nước bay á, bay á hả? Ở nước bay à, ủa anh ăn mắc trộm là sao đậy không nổi á, mua mà nó kêu mà nó nhạo không nổi nó kêu anh với lại anh kêu á à, ý là người ta không sức không nổi đúng không? Ờ à, ý là mình mua rồi mấy lẽ nó bắt cho mình nhưng mà mà nó nhạo quá nó bắt không được gì vậy, cái mà kêu anh với nhau quá phụ anh với anh kêu á hai thằng còn lại gần nửa tiếng mà bắt được vậy, nửa tiếng ngồi ghê vậy. Ờ cứ bắt nó vậy cái chỗ nó rộng quá nó không có cái như chỗ nước này hay là cái chỗ như đấy hả, cái chuồng hả, nó có xây rào không? Thank you.
rồi lạc đường nữa. Lạc đường nó đi ngược lại nha. Mệt nha. Quay. Quay lại. Quay. Mình để ý là nãy giờ đi với bạn này là hay lạc đường đó. Không ngày nữa. Anh đi xa rồi vậy thôi. Chúc em. Rồi, nãy em đây em thử chị Kim với thằng nắm tay nhau chứ. Ôi ghê ơi. Chị à, Hoa là khách chủ rồi chị à. Hả? Không, kia là Hoa, thằng này Hoa là khách chủ rồi chị à. Đâu chị đâu. Sao làm cái kèo nữa.